Xin chào cả nhà. Thì bây giờ Trâm đang ở nhà để chuẩn bị đón cha với mẹ Trâm qua. Chồng Trâm đi rước rồi. Bây giờ là 5:50. Thì 6:25 thì cha mẹ Trâm sẽ xuống máy bay. Bây giờ là quá trời mừng luôn. Còn đây là phở bò nè, chồng Trâm nấu nè, nước súp. Còn thịt đó thì nằm trong tủ lạnh. Còn đây là ông nội nè, nội đang ngoài sân rồi, mình trôi nè, mùa hè ở sân nghe nhạc, coi cây lá. Bà nội thì ngồi trước thì Trâm chuẩn bị gọc bưởi. Bưởi hồi mẹ với cha lại ăn. Hôm nay đây rước bà ngoại Việt Nam qua đây. Bây giờ đang ở đâu đây? Bà ngoại xuống là 6:25 bây giờ này. Rồi, thấy bà ngoại rồi. Anh quá, đây là bạn làm chung nha. Để xem mai mốt. Thằng bà cũ như vậy á, mình lên lầu rồi, đẩy lên lầu đi. Đây đây thấy. Chào ông ngoại, chào bà ngoại. Ủa mẹ cái tên gì à? Dạ dạ. Mẹ ông tía. Mẹ anh này làm chung với con. Đây bà ngoại ngồi xe. Bà đẩy bà ngoại đi theo chứ không biết đường đi đâu. Bà đi kiểu mình gọn biết cái đường đâu đi. Cái thằng đẩy xe đó, nó cũng nhiệt tình. Cái này chết hồi nãy số 3 đúng rồi. Đúng không? Thằng lên cao rồi. Lên cao hả? Ở dưới đó, sao nội dưới tầng dưới á. Rồi vậy số 3. Phải là đúng rồi. Rồi vậy thôi. Đi có mệt không bà ngoại? Không, không có mệt, mình ngồi chỗ 12 tiếng chờ nó mệt. Phải không ạ? Phải luôn. Dạ. Ngồi 12 tiếng. Thôi đi về thôi. Thì tiết ca bà ngoại rước xong rồi bây giờ về thôi. Khỏe tía, có mệt không? Cũng mệt chứ, ngồi vào đâu mười mấy nghe tiếng dạ. Đuối à. Sân bay giờ này người ta đưa rước nhiều quá. Đây. Để ba nghe xe lại. từ từ bye bye ra xe lại. No, ba xe xe bao. Đứng này mày quay phim à. Đứng này. Nhảy chơi ba ra xe. Làm gì vậy? Làm gì nó quýnh chân. Vui à. Từ từ. Thế rồi với ông nội ra đón đó. Đó. Từ từ. Rồi xe đâu? Xe đâu? Ghé đây ông ngoại kìa, xe đâu? Ông ngoại kìa. Chào anh Trung. Xe đâu? Anh khỏe không? Khỏe ta. Mất cửa cho ông ngoại kìa. Ôm ông ngoại đi. À, lẽ ông ngoại một cái. Hi mommy. Nó nãy giờ nó rồi.
giống em cái gì cách chút chí à, cái bằng thì bự. Ngoài đó hình hồi chụp hồi mới xanh ra lên 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 kia thì thấy mặt bự lắm, mà giờ xuống chút chí vô nhà đi tranh quả. Ngoại sự nó bự chứ, khỏe hả? Chị xưa đó rồi. Chị xưa đang có cái bật cái cho mẹ, mẹ đi cũng thật. Bật cái cho nó chai dịnh mẹ lên cái bật đây. Mang đi, mang lên đi rồi về chút xíu rồi nè. Đây đây. Rồi cho dịnh mẹ lên cái bật ngồi đi. Ngồi ghế này đi. Té rồi, nhìn té rồi. Ôi là được không? Được, ngồi lâu quá mệt đó. Ngồi đi. Ngồi mấy chục tiếng ngồi mà. Ngồi đi, ngồi đi. Đi mệt á. Mọi người cứ đi về. Chị xui. Chị xui nằm đó. Ngồi đi mẹ, ngồi đi rồi lột dài. Không nữa giờ nó không. Chị xui. Chị xui. Tôi giờ không biết gì đâu. Để nó đi, để đi con gái cho. Hả? Cái gì vậy? Xui. Bà không bảo xui lại ai? Không bảo xui lại ai? Biết ai không? Bà chào. Biết ai không? Biết ai không? Bà xui, bà xui. Biết ai không? Không nhớ rồi. Chăm nó. Biết ai không? Trời ơi, trời. Hả? Cái đây không? Máy ở đâu? Máy ở đây nè, mới đây nè. Sao đây hả? Rồi. Dạ dạ dạ. Nhớ ai không? Quên rồi. Quên rồi. Bà ngoại có nhớ này nè. Bà đưa biểu đi. Lại một ngoài hả? Ừ, cái bà này nè. Trời đất. Ngồi hết không rồi. Đi hồ nào mà bây giờ tới đây? Đi hôm qua. Đi hôm qua. Đi gần 24 tiếng rồi đó. Qua đây chị ở đâu? Trên máy bay chứ ở đâu? Đúng rồi, ở đâu? Trên máy bay luôn. Ai mà coi đó. Quá rồi. Tại về đi, đi theo về luôn, về Việt Nam. Bà ngoài có anh á. Đi không? Đợt này về rồi đi theo về Việt Nam. Dẫn theo về Việt Nam. Về không? Em đi ít á. Em đi. Hỏi chị về Việt Nam không? Đợt này vài bữa dẫn về Việt Nam chơi. Đi ra không? Cái cho bội ở không? Bà ngoài qua, ngoài ở nuôi anh đi. Hả? Ê chúa trời. Đi, đi từ đó, từ nhà mà qua đây là bao nhiêu? Gần 24 tiếng. Nhiêu? 24 tiếng, như 2 ngày. 2 ngày? Ừ. Chúi em là đi ra tới đây nào tới 3 ngày. Bây giờ không có cái đường bay nó mày nó ghé không một chỗ nữa. Đi đâu ghé một chỗ đó, ghé một chỗ nè. Trời ơi, bay đi đi. Đi. Ở đây bay em qua đường đó. Ai đi lướt bà? Hoàng mới đi lướt đó. Hoàng đi lướt hả? Không không. Trời đất ơi. Anh ghé con cái đây. Con ơi, con có bé. Ồ, nếu chú bệnh mới hồi bà ngoài đi. Chứ không có ngoài cái anh. Cái thùng cá nó mua ghé đi. Hồi nãy xíu, nãy chút rồi. Thùng gá để đi hồi đó là còn đông mà hỏi đi mấy ngày mà nói ngày hỏi chỗ em đi 3 ngày đi có đây chị khỏe không đi em mày có đau nhiều lớn tuổi rồi tám mấy rồi còn chị năm nay bao nhiêu 70 em nhỏ à chị nhỏ hơn em có 10 tuổi đi mà ở cái con đi. Mãi đi giờ đến cái giai đoạn. Đó giờ có khỏe. Anh cũng qua thăm đây chuyến đi được. Dạ bây giờ có nặng gì. Quá nhẹ nhú. Ba du lịch thôi. Ba du lịch không bảo. Ông ấy cũng có nhà có cửa hơi khỏe đó. Giờ đi chiều với ai. Con nhỏ gái. Em con chăm. Làm một chiếu trên đầu nó xong rồi bỏ ra. Tôi thang hay ở cái con chăm nè. Ở bển ở với em của con.
không đi được mãi. Còn hai thằng cháu bệt nữa. Rồi cháu ngoại nữa, cháu ngoại hai đứa. Ok, nó đi được. Tôi nói là ngoài kia là ngoài ngoại đâu. Bây giờ về Việt Nam không thì cũng chưa đi. Không có lượt cái cha bảy bảy kìa. Ôi. Cách sạch sạch cái giỏ vô đây. Giỏ để anh bạn. Ông không mà ngoạn cái nè. Mày vậy em không mà ngoạn cái. Không phải thế. Tình cảm thế thôi. Tình cảm thế thôi. Ôi. Ủa, ai vậy ta? Chân dạy thò mấy tháng mà. Kìa, ăn nhỏ kia kìa. Chào hả? Có chuyện gì vậy hả? Ngồi nhiều chuyện kìa. Hả? Ngồi đi cha. Cái vỏ ngoài bàn kìa chừng. Vỏ đen á. Ừ. Có chừng té. Sao đâu? Mày xuống đâu mà? Vợ này chưa thức đâu. Cái gì kia thức? Trời, bây giờ mấy giờ? 8:15 nó bây giờ nó ở nhà nó thức à. 7 giờ chưa thức đâu, mẹ con bây giờ. Có wifi tôi điện rồi. Thì không có wifi 8:15 nhá, chưa thức đâu. Thì cha gọi đi. Wifi đâu wifi vậy. Đi ngoài giờ. Ê, chứ không có ai già nhiều khi tao làm chuyện ác sớm rồi sao. Ngoại đang gọi về cho con gái Út. Nhớ con gái Út phải là gì? Về cho ngoại. Hai bữa giờ không thấy con dấu không có. Hai bữa dài không gặp con gấu, cà phê đi. Ôi, không được. Trời ơi, giờ này còn ngủ. Ừ. Dạ, tới rồi. Tới rồi, mới vừa tới. Ôi, đã ta. Ừ. Hả? Chén cháo chưa? Đây nè. Sao? Đang gọi gì Việt Nam? Thì quả trước đây vụ ngồi máy bay. Trời ơi, cá dư không vô ơi. Ngoài kia chứ rồi. Đó rồi, đó rồi. Đâu đâu. Nó chắc còn ngủ. Đúng. Cái nó ngủ rồi. Chưa thích nè. Đó. Khai không khai không ông nội với ngoại phá được không tía phá được không được quán đặt rồi nước thịt bò đi mày. Ủa này mới thứ hai chứ? Nay thứ hai. Là nước hai. Nhưng mà Việt Nam là thứ ba. Ừ.
Sao em cười lên nè? Hả? Bữa nay Minh đề con. Hôm nay mới Minh đề sao rồi mới đi học ngày đó. Sao ăn gì không? Mẹ thấy phòng chưa? Vô phòng luôn. Đi nè, phòng đầu tiên đó. Phòng đầu tiên. Mày vô phòng. Phòng này nè, phòng này nè. Cái này toilet. Nè. Nè, toilet. Phòng này nè, nè, đây 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 đây. Thì đó. Rộng quá trời chứ. Phòng xe rồ đó, vô đi. Cái giường nhất là cái chai, cái chai của mẹ đó. Được không? Đứa quần áo mày để trong đó đó. Rồi mẹ máng, ở trên đây có đồ tủ đồ nè, tủ đồ máng. Đó, máy lạnh nữa thấy không? Một tivi nữa nè. Tối ông ngoại ngủ đây đó, ngoại ngủ dưới và ngoại trên đây. Được không? Rộng rãi ha. Ừ. Rồi nhường phòng cho bà ngoại đó. Nữa máng đồ ở đây cũng được, ở trong tủ á, cho nó tủ đồ máng đồ lên. Để tại kéo cái giường á. Không mấy bây giờ kéo nghiêng ra mới mở tủ đồ được, cái giường nó hơi dài á. Em mới mua giường cho ngoại. Ăn đi. Toilet thì ở đây. Nó làm miếng ghế đó, mẹ ngồi kế bàn. Thế này ngồi đó đi. Không mát không ăn đâu. Mẹ ăn đi. Ngoài ăn đi. Chút xíu đi, để ngoài ăn xong rồi mọi mở. Ăn rồi ăn gì chưa? Ba không ăn phở, ba sao chưa ăn phở rồi vậy? Ăn ba ít cho bà thôi. Ăn phở rồi. Ai điện? Phượng. Phượng hả? Điện tắm nè. Đi. Mua. Xà lách. Mua. Xà lách đó thì để nhà. Xà lách với bà này cái này là nhà. Tốt quá tốt. Có mua chảo phải không? Chảo đánh xèo không? Có chảo. Ghê thích đó. Xui nghe đi bánh xèo lại nói thích đó. Chưa ăn thêm gì không? Bánh xèo phải có sữa của bà. Thì đó nữa mua, có mua về tới cha bào. Dịch bầm. Chào. Rồi, chào. Rồi bây giờ cái giây phút quan trọng đã tới. Khui thùng. Chào không? Đó, xe đồ muốn mở bà ba. Xô xá đi. Bò. Bò Mỹ với nước. Thấy không? Tiếng Nga sao rồi? Sao nó tiếng Nga ra điểm mà? Ngồi đây cho đây khui đi rồi trời gì vậy? Ngồi xuống sao rồi? Sao rồi? Chú chiên chảo. Chú chiên. Wow, chú chiên. Wow, khô nè. Có quần áo đâu? Vậy này không có hả? Chứ không có rồi. Lấy cái kia vô rồi. Rồi cái kia bỏ rồi, đây kia. Thôi kia đóng lại đi. Đi đi ngồi đây đi. Rồi cái thằng kia. Xe rồ muốn lấy áo bà ba cho xe rồ. Nên hỏi ăn cái gì không biết. Nhẹ không? Nhẹ không? Có thùng quần áo của mẹ nó lấy ra giặt. Có cái chảo là thùng này. Con muỗng thì đi vô uống Coca uống. Cái gì cái ấy xong. Rồi từ từ đi cắt ra. Không biết tiếng nào khổ.
chờ chính nha, chờ chính nha, để điện mở cho. Đi thì bây giờ là chỗ nào, cái chỗ nào rồi chắc này thấy dép rồi, dép rồi, thấy mẹ đây dép rồi, thấy dép hình của xe rồi kìa anh nè, chị chắc đồ ngáo lên nè nè, cái đồ xí. Ồ giống hình Emily kìa, giống y Emily luôn nè con nè. Đây. Đây đồ của mẹ đó. Không sao đâu, bỏ đi. Cái gì đó mẹ. Còn cái áo bà ba, áo bà ba chung với quần áo luôn chứ sao. Ờ chắc okay, cái áo bà ba phải không? Đúng rồi. Kìa kìa bà ngoại lấy cho kìa, sao đâu? Sao đâu áo bà ba bên ngoài kìa. Cái này cái gì? Cái đó chắc đồ xong á. Tươi sống ông ngoại đang nói chuyện hỏi với Việt Nam nhớ không. Sao không luôn, nó bỏ vô thùng xốp. Ừ. Bỏ đi. Này là gì? Mày khui chưa? Chứ khui không? Con cái chiên này kia, nhưng mà cá tươi thì làm đây. Wow. Cá bóng này. Ngon. Ngon trời. Cái này tượng. Cái gì ta? Hồ này cá rúng này. Cái này nấu xương lo nè, đúng rồi. Cái này không cần vô tủ lạnh đâu. Rồi, đây. Cô thì không sao. Đây, hàng này nè. Thấy chưa? Còn cứng luôn nha. Ừ. Mẹ nghĩ còn xuống trên để đây cũng được rồi. Thôi, được sẵn lại với luôn đi. Có chỗ để không? Nghĩ có, nhưng mà chắc có. Wow. Ừ. Thích đó. Đây, bông lao đây, lẩu mắm. Ôi, trà ơi. Quá wow, trời. Đi chà, xúc là. Cá quá trời cá bự luôn. Củ kiệu chứ nằm bên kia hả mấy thằng cho củ kiệu. Cái này nè. Kiệu mứt dừa. Quá xúc. Cá này làm sạch hết, bóc buộc hết. Bỏ đầu. Còn cá cái gì cá tư tượng. Thì chờ bóc ruột thôi. Ừ. Ngủ chưa con? Đó, cậu ba đó, nói chuyện với ngoại đi, nói muốn chuyện cậu ba đi. Cậu ba đang ở chỗ bà ngoại, chỗ bà Út đó. Kìa, tháo đó, tháo đó, tháo rồi đi, kìa. Năm em thay tự. Hả? Con gọi cậu ba đi, tại vì bà ngoại chỉ gọi cho bà Út thôi. Rồi mình đem mấy cá này thì mình đem xuống hầm để còn mấy cái cô ấy. Ngày mai có một cái freezer cái tủ đông về nữa. Bỏ đây. Nghe nó bỏ đủ chỗ sao? Chiên. Về miếng nè. Mình khấu luôn.